Trong cái phần tin quốc tế này thì chúng ta nói tới một cái câu chuyện là hai anh em nhà Siwanatra đã thấy xuất hiện ở đất nước Cambodia. Ngày thứ bảy vừa rồi, chúng ta thấy là truyền thông báo chí của thứ nhất là Cambodia, thứ hai là nước Thái Lan đó đã đăng tải cái hình ảnh của hai, hai người. Thứ nhất là ông cựu thủ tướng của Thái Lan là ông Thát Sĩn Siwanatra và thứ hai là em gái của ông ta tức là bà cựu thủ tướng Thái Lan là Dinh Lắc Siwanacha cả hai đều xuất hiện ở trong tư dinh của cái ông thủ tướng Hun Sen nhân cái để để mà tham dự cái lễ uh, sinh nhật cái buổi uh, tiệc sinh nhật thứ 71 của ông thủ tướng Hun Sen và tin tức cho biết rằng là sau đó hai người đã ở qua đêm đêm thứ bảy đó qua đêm ở dinh thự của ông thủ tướng này ở Bangkok à, à xin lỗi ở Nông Penh Nam Bang đó và sau đó sáng sớm ngày Chúa nhật họ lên máy bay đi đâu thì không ai rõ có lẽ là về vấn đề an ninh thì thưa quý vị chúng ta để ý rằng là kể từ trước kể, kể từ khi mà ông Thát Xỉn với bà, em là bà Dinh Lất đó cả hai đều bị đảo tránh lật đổ và phải lưu vong đó thì họ sống ở cái cuộc sống nó rất là ẩn dật kín đáo, ít khi nào mà xuất hiện ngoài công chúng lắm. Dù rằng là họ là những tỷ phú hết á, thành ra họ đâu ở một chỗ, họ chạy tới chạy lui họ đi Singapore, họ đi Hồng Kông, họ đi Luân Đôn, họ đi Pháp đủ thứ. Thế nhưng mà cái hình ảnh trước công chúng để cho công chúng xuất hiện trước công chúng chụp hình hay là quay phim đó, là không bao giờ thấy, không bao giờ có. Thế thì tại sao lần này họ tới Campuchia? mà để cho dân để cho truyền thông chụp hình, quay phim rồi để tha hồ mà đăng mạng, đăng báo, nó phải có lý do chứ. Mà nếu mà nó có cái, nó, lý do gì thì có lẽ là hiện tại lúc này đây đó, cái người ngoài như chúng ta đó thì khó lòng mà đoán biết được. Thế nhưng mà nếu mà bây giờ nhìn vào cái tình hình chính trị của đất nước Thái Lan bây giờ đó, thì có lẽ là mình phải thấy nó có một cái sự chính lýu sau khi cái ông chủ tịch của cái đảng tiến bước là cái đảng thắng lớn nhất vừa cái kỳ bầu cử vừa rồi đó đã bị loại không còn tư cách để mà ứng cử chức vụ thủ tướng của Thái Lan nữa thì bây giờ cái đảng tiến bước này đã đồng ý là nhường cho đảng phiêu Thái đứng ra là lập chính phủ là một cái thứ hai là tìm ra ứng cử viên cho chức vụ thủ tướng là hai thế nhưng mà với cái tình hình chính trị nó phức tạp những cái đảng phái quân đội là một bảo hoàng là hai đó nhất định là nói rằng là nếu mà có đảng đảng tiến bước mà tham gia vào liên minh đảng phái là họ không có tham dự mà họ không tham dự thì đảng phiêu thái chịu chết không có tìm được cái đủ đa số để mà kiếm được chức vụ thủ tướng cho nên hiện nay đảng phiêu thái đi tới một cái quyết định rất là khó khăn là loại luôn cái đảng tiến bước ra khỏi cái liên minh đảng phái để của chính phủ mà đây là một cái điều nó gần như là phản bội lại cái đồng minh bởi vì chính đảng tiến bước nhường lại cơ hội cho mình cơ mà nhưng mà mình biết rồi chính trị thì nó vẫn cứ có những cái chuyện trái khoáy như vậy họ phải đâm sau lưng đồng minh rồi lại họ phải bắt tay với, với với đối thủ là cái chuyện nó thường tình nó xảy ra thế nhưng mà đối với cử tri của đảng tiến bước thì họ cầm lắm họ giận ghê gớm lắm họ cho là đảng phiêu thái ăn cháo đá bát đâm sau lưng chiến sĩ đủ thứ mà ngay cử tri của đảng phiêu thái họ cũng không đồng ý cái chuyện như vậy bởi vì những cái ứng cử viên của đảng này khi mà ra tranh cử đó thì cứ nhất định nói rằng là không bao giờ thỏa hiệp không bao giờ bắt tay với những cái đảng phái mà của quân đội và và thiên và và thân của hoàng gia thế mà bây giờ thì làm ngược lại như thế thì họ giận dữ mà nếu như nhiều cử tri mà giận dữ họ không đưa ra một cái sự ủng hộ họ biểu tình họ phản đối thì cái ứng cử viên sáng giá nhất của đảng phiêu thái hiện nay là ông sreta này là cái người mà được đề cử là đứng ra để làm thủ tướng đó sẽ phải gọi, như, gọi là đưa đầu chịu bán hết lãnh chịu hết mọi trách nhiệm của cái đảng phiêu thái mà nếu như cái ông Thavisin này mà không được ủng hộ được không được dân chúng tẩy chay đó, thì bây giờ ai sẽ đứng ra thì cái người sáng giá thứ nhì tức là cái cô con gái của ông Thát Xỉn cô Pê Tan sì Siwanacha là sẽ là thay thế vào cái chỗ ông Tha Vi để trở thành một cái ứng cử viên sáng giá <laughs> bây giờ là sáng giá nhất của, 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 của chức vụ thủ tướng Thái Lan thì mình không biết là cái chuyện mà bố của cô gì à cô của cô xuất hiện ở Cambodia nó có dính líu gì tới cái việc mà ủng hộ cái đảng phiêu thái hay là ủng hộ cái vai trò chính trị của cô con gái hay không. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nói tới một cái hiện tượng xã hội là cái hiện tượng của cái phim Barbie nó đang gây ra trên thế giới. Như chúng ta biết cái bộ phim của Hoa Kỳ có tên là Barbie tức là một cái câu chuyện về một cái cái cô búp bê rất là xinh xắn, rất là nổi tiếng của Hoa Kỳ nó đã làm mưa làm gió trong những cái rạp chiếu bóng không những của Hoa Kỳ mà cả thế giới hiện nay và chỉ có trong vòng có mới có 17 ngày thôi quý vị 17 ngày thôi nó đã đạt doanh thu tới 1 tỷ đô la chính thức là 1 tỷ và lẻ 30 triệu đô la và như vậy thì rõ ràng là nó đưa cho cái bà Greta Gerwig tức là cái bà đạo diễn của phim này trở thành đạo diễn phụ nữ duy nhất có phim đạt doanh thu 1 tỷ. Nó đưa cái bộ phim Barbie này vào một cái câu lạc bộ của những cái bộ phim gọi là những bộ phim tiền tỷ rất là danh giá nhưng mà rất là hiếm hoi của của Hoa Kỳ này. Và dĩ nhiên thì cái chuyện mà nó thành công của nó đó nó là một cái chuyện mà gây ra rất là nhiều là dư luận. Bởi vì như chúng ta thấy cái câu chuyện đấy quanh quẩn về một cái loại búp bê búp bê nổi tiếng của ngày xưa hoặc là bây giờ có lẽ cũng vẫn còn nổi tiếng thì nó đâu có một cái câu chuyện gì hay ho để mà để mà nói thế thì thực ra đó thì về nếu mà nói về khía cạnh nghệ thuật và nội dung của phim đó thì quả thật là cái bộ phim này nó bị chê nhiều hơn là khen mà nhiều khi những cái lời chê đó nó rất là nặng nề thí dụ như có người nói rằng là cái bộ phim này nó cũng chỉ là một cái màn quảng cáo dài hơi cho một cái sản phẩm thế thôi Chứ nó có cái gì khác đâu có người phê bình rằng là cái bộ phim này nó tuy là màu sắc nó đẹp đấy nhưng mà nó không có gì là sâu sắc cả có nghĩa là nội dung nó cũng chả có cái gì cả rồi có một cái phê bình nói rằng nếu mà quý vị xem kỹ thì đây là một cái cuốn phim nó đưa ra cái sự xem thường đàn ông Chứ nếu mà bây giờ cái bộ phim này nó có một cái nội dung ngược lại là xem thường phụ nữ thì có lẽ là nó không ồn ào, nó không có ăn khách như vậy được đâu. Thế nhưng mà chúng ta thấy rằng là phim Barbie người ta làm ra đó thì nó chỉ là một cái sản phẩm để mua vui. Nó do những cái công ty gọi là thuộc cái... những cái công ty mang cái tính giải trí người ta sáng tạo ra để mua vui. Thì đối với những cái phần nghệ thuật có lẽ là nó là thứ yếu kinh doanh à, doanh thu nó mới là cái mục đích chính của cái kỹ cái, 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 cái nghệ mà giải trí này và hơn nữa mọi lời khen tiếng chê thì nó cũng không là cái gì khi mà mình thấy khán giả của thế giới ùn ùn đi xem nó thế thì nó thành công rồi mà tại sao nó thành công ghê gớm như thế thì người ta cũng giải thích nó cũng đơn giản thôi người ta nói rằng là nhiều cái thế hệ của người hoa kỳ mà ngay cả nhiều thế hệ của thế giới cũng vậy đó rất là đã từng quen biết với con búp bê nổi tiếng một thời như thế với số đo ba vòng hoàn toàn là lý tưởng không gọi là không tưởng thì đúng hơn vì không ai có thể có được những cái, cái vòng đo lý tưởng như thế đó. thì ai cũng đã quen thuộc với nó rồi thành ra chỉ cần cái tên ba bi thôi chỉ cần cái màu sắc màu hồng tươi của phim thôi thì nó cũng làm cho người ta gợi nhớ lại biết bao nhiêu kỷ niệm của một cái thời mà nó thơ ấu, nó rất là êm đềm. Nghe thôi là cũng đã đủ thích rồi, đã có đủ cảm tình rồi. Huống chi là phải công nhận là cái đội ngũ quảng cáo cho cái bộ phim này rất là tài ba. Họ đã sáng tạo ra luôn cả một cái website dành riêng để quảng cáo cho nó. Người ta nhớ rằng là trước khi mà cái bộ phim này nó nó, nó được công chiếu đó, thì 3-4 tháng trước ở trên mạng xã hội nó đã có một cái website nó có cái tên là m nó đã làm cho người ta xôn xao rồi cái m này nó là một cái mạng mà nó để quảng cáo hai bộ phim của Hoa Kỳ thứ nhất là bộ phim Barbie này cái thứ hai là bộ phim Oppenheimer tức là nói về cái cái cuộc đời của nhà bác học Robert Oppenheimer là cái ông mà làm ra cái trái bom nguyên tử đầu tiên đó thì riêng đối với cái lại cái phần mà quảng cáo cho phim ba thì cái website đó nó lại tạo ra một cái một cái chức năng là khi người ta có thể đi vào đó người ta lại tham gia một cái trò chơi là tạo ra một cái con babi theo cái theo cái sở thích của mình, theo cái màu da, theo cái mắt, cái tóc, cái vóc dáng mà nhiều khi chính mình là con babi đó cũng được luôn. Thế thì khán giả của thế giới trước khi xem phim cũng đã đắm mình mê say rồi tạo ra ba bi riêng cho mình tức là đã tự mình quảng cáo cho mình cho nên khi mà cái phim ba bi này nó công chiếu một cái đó mình thấy là người người đi xem nhà nhà đi xem bố mẹ háo hức dắt con cả nhà đi xem phim ba bi thì nó đưa tới cái sự thành công và nó còn tiếp tục thành công nữa bởi vì như chúng ta thấy là một cái hiện tượng nào đó mà nó đã xảy ra thì nó lại cứ cuốn hút cái sự tò mò và tiếp tục đi xem nó thì chắc chắn là cái con số doanh thu này nó còn có thể gấp đôi chứ không phải là cái chuyện mà đơn giản. Như vậy là mình mới thấy là những cái bộ óc đó, kinh doanh ở trong cái 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 thế giới điện ảnh Hollywood đó, họ giỏi kinh khủng luôn, họ giỏi không thua gì những cái cái những cái AI tức là những cái um, trí thông minh nhân tạo mà không biết là họ có sử dụng trí thông minh nhân tạo để trợ giúp hay không mà họ có nhiều cái cái tư tưởng nó rất là độc đáo và thành công đến như thế thì khi nói tới cái chuyện uh, phim Barbie có lẽ mình phải nói tới một cái sự kiện chính trị nó liên quan đó là ở bên đất nước Việt Nam nó họ cấm chiếu cái bộ phim này bởi vì trong bộ phim này nó đã có trình bày cái một cái khúc hơi hình, hình ảnh nó, nó trình bày cái biển đông mà trong đó lại có cái đường lưỡi bò chín đoạn của Trung Quốc tức là cái vùng biển đông mà Trung Quốc tuyên bố một cái cách gọi là độc tài và và rất là lếu láo đó mà không thế giới không ai công nhận chính vì có cái đường lưỡi bò đó mà Việt Nam đã cấm chiếu của đài Ba bi đó rồi chúng ta lại nhớ là cái cái đội ca nhạc Đại Hàn mà đang mà vừa rồi biểu diễn ở Hà Nội tức là à, giống như hình như cái ban nhạc đó là Blackpink cũng suýt nữa thì bị cấm là bởi vì à, ban chính quyền của Việt Nam cũng đã nghi ngờ rằng cái ban tổ chức của cái đội đại nhạc hộ này nó cũng à, có, gọi là đưa ra cái sự ủng hộ đối với cái đường chín cái đường lưỡi bò nhưng mà cái ban tổ chức đó người ta, ta chối người ta không có làm những cái thái độ của Việt Nam đối với cái đường lưỡi bò đó nó, nó cho thấy một điều là hiện nay Việt Nam có thể như gọi là rất là tự chủ và tự tin nữa trong cái việc bảo vệ cái chủ quyền của mình thì đây là một cái điều nó rất đáng khen và chúng ta sẽ ngừng một vài giây phút cho phần quảng cáo chúng ta sẽ đi tiếp tới cái phần cuối của chương trình